trên lối này thì anh sẽ bước đi trên con đường mưa. Đường cong, đường cong, xin mời. 3, 4 vào hát. Được thì em là ai mà bao chàng trai là ai? Em đây mà. Đường xa ướt mưa. Đường xa ướt mưa xin mời. Đường xa ướt mưa. Anh muốn đưa em về đi. Đường Trường Sơn xe anh qua. Xin mời. Xe anh vẫn qua dòng đường ta da 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 đang qua chiến trường đổi nương. Thế bóng đã... Xin lỗi bạn, đây là bài Chào Em Cô Gái Lâm Hồng. Cho một tràng pháo tay kích kích tinh thần rồi nào. Mời các bạn đến với phần thi từ khóa của đội nữ, đó là từ bắt đầu từ Khánh nha. Biển bắt đầu. Biển đâu? Biển đâu? Biển cạn. Biển cạn. Biển cạn. Xin mời. Biển cạn hát. Hát bài biển cạn. Sao biển, sao biển, ngôi sao biển, sao nhớ ai thì đâu không đâu. Bên bên em là biển rộng. Theo thứ tự, trời ơi, người thứ ba. Sông, bài gì? Hát đi hết ở tiếng sóng biển của Hồng Nhung. Hát trước rồi. Hết, 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 hát hết đầu tiên tiếng sóng biển. Bạn đã hát trước khi nói tên bài hát. Rất tiếc cho đội nữ đã không kịp. Tức là nói tên bài hát rồi mới hát, em quá vội vàng, em mới tiếng sóng biển. Chúng tôi xin được công bố số điểm như sau. Sự chênh lệch cũng không có gì là quá đáng. Đội nam 300 điểm, chúc mừng. Đội nữ 200 điểm, chúc mừng vì đúng được hai bài. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi từ khóa. Mời quý vị bước vào vòng thi số 5 may mắn. Tại sao lại là số 5 may mắn? Thưa quý vị, đây là phần thi hát karaoke có lời hẳn hoi, nhưng sẽ có 5 chỗ biến mất mà không có từ gì ở đó hết. Nếu các bạn thuộc bài ca thì điều này đơn giản, mà không thuộc lời thì điều này là một vấn đề sẽ bị phát hiện. Thưa quý vị, đội nào điền hết được mỗi một từ đúng được tính là 200 điểm. Nếu hoàn thành vòng thi này đúng 5 từ sẽ có 1.000 điểm về cho đội của mình. Xin mời hai thành viên đội nữ bước vào vị trí cho phần thi số 5 may mắn. Một đêm em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp. Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Và đời cho em những nỗi đau vô bờ. Chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi xa quá xa xôi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh người, ta bên nhau xanh đôi. Biết anh bây giờ chẳng vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, với bài Ước Mơ Trong Đời của Hồ Quỳnh Hương thì chúng ta thấy các bạn đã điền vào chỗ trống các vị trí mong chờ xa xôi bên nhau bây giờ và mơ xin được chúc mừng. Các cổ động viên nam chú ý khi hai thành viên của mình hát đúng từ nào điền vào, các bạn có quyền reo hò để động viên tinh thần nhé. Xin mời hai thành viên của đội nam bước ra và chuẩn bị cho phần thi của mình. Sau phố sáng tinh mơ, dạo quanh góc công viên, thấy bao điều người người chào bình minh đang đến, nhìn cô
thầm dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Yeah. Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Yeah, yeah. Nhìn mặt người vội vã đôi như chiếc xe dài lên thế. Chất thơ một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn đội nam rất nỗ lực. Thưa quý vị, không may mắn bằng đội nữ khi bài hát của đội nam tương đối khó để có thể các bạn hát đúng nhạc đúng lời, và kết quả số điểm như sau. Mặc dù như thế nhưng đội nam cũng không kém cạnh so với đội nữ. Kết quả đội nữ 1.000 điểm tối đa, chúc mừng. Và các chàng trai tưởng đâu đã thua điểm, nào ngờ xuất sắc hoàn thành 1.000 điểm, chúc mừng. Thưa quý vị, vòng thi tiếp theo Thanh Bạch xin nhường lời cho DJ của chúng ta. Và trò chơi này các bạn hãy rất là cẩn trọng, bởi vì nó mang tên Cẩn thận với DJ. Tôi sẽ chơi một đoạn nhạc ngắn và nhiệm vụ của các bạn sẽ là lắng nghe, bởi vì bất ngờ thì tôi sẽ dừng nhạc lại 2 lần và nhiệm vụ của các bạn sẽ phải tiếp tục hát đúng lời, đúng giai điệu của đoạn nhạc đó. Và bây giờ xin mời đội nam sẽ tham gia phần thi này trước. Một mình lang thang trên đất nước này, theo dấu chân cha ông từng ngày. Một mình qua núi đồi, đi mặt trời và tìm lời ru ngàn đời. Tôi yêu con chim lãng bay trên đồi cao, tôi yêu con thú hoang lang thang trên đường sâu. Cảm giác tôi như hàng mưa. Cảm ơn phần trình bày của đội nam. Và các bạn nữ, các bạn là đánh giá thế nào với phần thi vừa rồi của đội nam? Các bạn có tự tin để giành chiến thắng trong phần thi thứ 7 này không? Dạ không. Hơi anh ơi, 50-50. Bạn bị tay xíu. Bây giờ thì mời các bạn cùng hát với giai điệu sau đây. Bài mình trên núi chắc bài bệnh dưới biển. Lặp lại em mưa con đường xưa đầy xưa. Rất tiếc cho đội nữ, đây là một giai điệu và một ca khúc về Buôn Ma Thuột cũng như Tây Nguyên rất là hay, mà rất tiếc là các bạn không thuộc giai điệu này. Và rất tiếc là đội nam đã giành chiến thắng trong phần thi này. Bây giờ tôi xin công bố số điểm. Đội nam đã rất xuất sắc giành chiến thắng với 800 điểm. Và với một số điểm an ủi cho đội nữ, tôi xin dành tặng 200 điểm cho đội nữ. Xin cảm ơn hai đội. Thưa quý vị,
hai đội sẽ còn vất vả. Bởi vì còn một vòng thi, mà vòng thi này được mang tên cơ hội cuối cùng. Thưa quý vị, với tiêu chí, ba tiêu chí rất rõ ràng để hai đội phải hoàn thành và đạt điểm cao: hát đúng nhạc và đúng lời. Điều quan trọng sau khi đúng lời và đúng nhạc thì là kỹ năng, khả năng biểu diễn vũ đạo. Và phần thứ ba, đặc biệt khả năng kết hợp giữa hai đội mà không có hề sự luyện tập trước, để mà làm sao cho thật là ăn ý và đầy sáng tạo, mang lại những phút giây ngẫu hứng tuyệt vời. Thưa quý vị, và nếu như các bạn hoàn thành được ba tiêu chí này một cách xuất sắc thì số điểm tối đa của mỗi đội sẽ giành được là 1.000 điểm. Xin được chúc mừng. Xin mời hai đội cầm micro bước ra phía trước, chuẩn bị cho phần cơ hội cuối cùng. Thưa quý vị, đội nam 800 điểm, chúc mừng. Đội nữ điểm xuất sắc 1.000 điểm. Mời hãy nghe kết quả sau cùng. Điểm của các chàng trai là 4.700 điểm. Các đội nữ sẽ dành phần điểm cho các thành viên nữ của mình, 4.400 điểm. Hẹn gặp lại vào lúc 21:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7.